Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Bồ Tát Đạo. Hôm nay mình có một cái đề tài rất là đặc biệt. Cái đề tài này là cái đề tài mà làm sao đó mình vận dụng cái đạo Bồ Tát vào trong cái tánh chất của mỗi người chúng ta, cái tánh của mỗi người. Thì làm sao biết cái tánh đó được? Thì mình sẽ dựa vào một cái tri thức mà đã có hồi xưa đến nay, gọi là 12 con giáp. 12 con giáp không phải là một cái đề tài mới lạ gì. Nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn nó với con mắt bói toán mà chúng ta nhìn nó là những cái biểu tượng rất là quan trọng. Mình gọi là archetypes, tức là cái biểu tượng mang đầy cái tính chất tượng trưng của mỗi con người. Thì chúng ta sẽ dùng cái đó. Nhưng mà trước hết hãy đi trở lại với cái tiền đề của Đạo Bồ Tát. Các bạn nhìn vào trên cái bảng thầy viết như thế này. Cái Đạo Bồ Tát đó là cái đạo mà nó gồm có ba cái đường chính. Cái đường mà mình gọi là cái đường xoắn trốn, tức là các bạn thấy cái đường xanh này, nó quay tròn cái đường dọc, cái chiều dọc, cái chiều ngang và chiều xoắn trốn. Các bạn thấy ba cái đường này, đây là cái hình ảnh rất là rõ ràng của cái đạo Bồ Tát làm sao mà tu. Cái đường này cũng gọi là cái cách mà mình phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đó chính là mình làm sao mà phát triển ba cái đường hướng này. Đây, cái đường mà mình gọi là cái chiều hướng thượng đó, để thầy sẽ cho các bác cái hình này nó bự hơn chút xíu để các bác sẽ thấy nó rõ hơn chút xíu đến này. Đây, thì cái chiều hướng thượng gọi là cái chiều trực tâm. Cái chiều này là cái chiều mà chúng ta không ngừng đó, mà chúng ta tu hành là cái chiều này. Mình gọi là cái chiều thiền định hay chiều phát triển cái trí huệ bát nhã. Cái chiều hướng thiền á, là cái chiều mà chúng ta thấy là phát triển từ bi hỷ xả dưới này. Cái chiều phát triển thiền định và bát nhã là cái chiều đứng. Cái chiều ngang là cái chiều phát triển cái từ bi hỷ xả. Và cái chiều xoắn gọi là chiều phương tiện phát triển thâm tâm. Phát triển trí thức và phương tiện thiền xả. Đây là ba cái đường mà chủ đề chúng ta thường nói. Bây giờ các bạn hãy nhìn thầy lại một chút xíu. Cái con đường của mình tu đó có nghĩa rằng là mình mỗi ngày đó thì mình phải phát triển cái sự khai mở của nội tâm. Con đường gọi là con đường mà đi thẳng lên, gọi là con đường phát triển cái thiền định, cái trí huệ để xuyên qua ngũ ấm, đó là con đường đi thẳng lên. Nhưng mình mở mắt ra đó thì mình quan hệ với tất cả những người bạn bè, cha mẹ, anh em, bà con, cô bác lần hàng ngang. Thế nên mình phải mở mắt, mình nhìn từ bên này, mình nhìn qua bên kia để mình biết tất cả mọi người. Cho nên cái chiều ngang cũng là cái chiều mà cái vòng tròn. Và do đó mình phải mở mắt để mình quan hệ với tất cả mọi người, cầm tay tất cả mọi người. Cái chiều đó gọi là chiều hướng thiện, có nghĩa là mình muốn cái cuộc sống của mình cho tốt đẹp, cho Bồ Tát đó, thì mình phải làm sao đó? Lan tỏa cái thiền tánh của mình ra. Cái lan tỏa thiền tánh của mình ra đó thì nó gọi là lan tỏa từ bi hỷ xả. Từ là cái sự dễ thương của mình, bi là cái tình thương, sự ấm áp của mình, hỷ là cái niềm vui nội tại của mình chia sẻ cái niềm vui với tất cả mọi người và làm tất cả mọi người cùng vui theo. Xả là làm sao mình cho ra, mình cho tất cả cái gì đẹp, mình cho tất cả cái gì mình có, hệ có là phải cho, có là phải cho, có là phải cho. Thì cái đó là cái chiều gọi là chiều hướng thiện, chiều ngang. Cái chiều dọc đó các bác thì gọi là chiều hướng thượng. Và cái chiều đó là chiều mình thiền định, mình tu hành làm sao cho mình càng ngày mình càng khai mở cái ánh sáng trong nội tâm ra. Như thế là mình có cái chiều đứng, chiều dọc gọi là chiều hướng thượng, chiều phát triển trực tâm. Cái chiều ngang là cái vòng tròn này đó, là cái chiều hướng thiện, chiều phát triển từ bi hỷ xả. Và cái vòng tròn này đó nó phải càng ngày nó phải càng lớn lên, nó càng nhiều hơn, càng bự hơn. Vì cái vòng tròn này là quan hệ của mình với một người, hai người, ba người. Thì dù như lúc đầu đó là mình chỉ nghĩ tới mình thôi ấy, thì quan hệ của mình nó rất là hẹp. Nhiều khi mình chết không còn người tới đưa đám nữa, bởi vì mình sống quá ích kỷ. Nhưng mà nhiều khi đó mình phát cái tâm ra, mình thương người này, thương người kia thì mình chết càng nhiều người tới. Vì họ nhớ tới, họ thương mình, họ tiếc nuối mình. Thì cái đó là một cái hiện tượng rất là rõ ràng, đó là nhiều khi lúc đầu cái cuộc sống mình là cái vòng tròn nhỏ xíu như vậy thôi, chỉ có mình với mình thôi. Nhưng mà khi mình càng sống càng đẹp đó, thì là càng nhiều người hơn. Có nhiều người quan hệ với mình, cái mạng lưới quan hệ mình nó lớn hơn nữa. Nó lớn hơn, nó lớn hơn. Thì Đạo Bồ Tát nói rằng đó, mình mà càng thiền định mình càng cao đó. Và
cái tâm lượng của mình á, mà nó càng mở ra, từ bi hệ xả càng nhiều đó, thì mình càng đi xoắn trốn lên. Cái chiều xoắn trốn này gọi là cái chiều phương tiện, tức là nó làm cái hình tròn, cái bác thấy tay cái thế này, nó càng ngày nó càng mở ra, nó càng ngày nó càng mở ra, nó càng ngày càng bự lên, đây gọi là chiều xoắn. Thì muốn cái chiều xoắn như vậy đó thì mình phải có cái chuyện thứ nhất là cái trí thức, cái hiểu biết. Thứ nhì, cái khả năng làm sao mình quản lý những cái chuyện xung quanh, như là quản lý cái tâm của mình, quản lý cái tình cảm của mình, quản lý cái đồ mình sở hữu, quản lý cái công việc của mình làm. Và cái điều quan trọng nữa là mình làm cái gì với những người giúp quản lý cái quan hệ của mình với những người khác, thì do đó mình có cái chiều xoắn trốn được. Như thế cái đạo Bồ Tát là cái đạo mà nó đi ba cái chiều: chiều thẳng, chiều hàng ngang và cái chiều xoắn lên, để cho mình càng ngày nó càng mở ra phía trên là như vậy. Ba cái chiều đó đó là cái xu hướng quan trọng nhất của cuộc sống, mà nếu mình mà không có đó thì là mình không thể nào đó mà mình có thể phát triển được. Bây giờ xin các bạn nhìn lên cái hình này, các bạn sẽ thấy như thế này nè. Cái chiều hướng thường của mình đó, cũng gọi là cái chiều phát triển cái tánh hàm dung. Cái chiều mà hướng thiện đó thì mình gọi là cái chiều phát triển cái tánh bao dung. Cái chiều phương tiện đó là cái chiều phát triển cái tánh viên dung. Đây là những cái tên thôi, nhưng mà những cái tên đó rất là quan trọng để trong tương lai mình sẽ thấy. Thì bây giờ nếu các bạn nhìn lại cái ý nghĩa của ba cái chuyện này thì bạn thấy này. Hàm dung là tâm linh không ngừng khai mở. Bao dung là mình sống vì người khác. Và viên dung là cái tâm lý trưởng thành, hiểu sâu biết rộng. Đó là cái lối làm việc mà tâm lý trưởng thành và hiểu sâu biết rộng. Thì đó là ba cái chiều rất là quan trọng của cái đạo Bồ Tát. Rồi, bây giờ các bạn biết không? Khi mình nói như vậy, đó, mình nói là ba cái chiều viên dung, bao dung, xin lỗi, viên dung là cái chiều xoắn, hàm dung và bao dung. Mình tu thiền, thiền định, mình tu từ bi hỷ xả và mình tu cái phương tiện, thiền xảo. Đó là ba cái chiều hướng của con người gọi là tu cái đạo Bồ Tát. Nhưng mà làm sao đó mình có thể sử dụng cho rõ. Thì dụ như bạn nói, thưa thầy, con muốn tu, bây giờ con làm sao bắt đầu? Thì thầy mới suy nghĩ và thầy đi tìm trong cái lịch sử mà từ xưa đó, của ngàn xưa, trong văn hóa của chúng ta, thì thầy mới khám phá ra là có ba cái chuyện rất là hay. Ba cái chuyện đó đó gọi là thiên can, địa chi và mệnh vận của mình. Mệnh thiên can là gì thì thầy xin viết cho bạn qua cái trên cái bảng này. Thiên can đó, thiên là trời, địa là đất. Thiên can là cái chiều hướng, là cái trụ đó. Thiên can là cái trụ mà nó thẳng lên trời đó, thiên can. Địa chi là gì? Địa chi là cái cành mà nó mọc ra lung tung ở trên mặt đất, nó chạy là trên mặt đất thì gọi là chi. Thì tại ra đó, thiên can địa chi đó là hai cái chữ đó mà nó nói tới cái hướng phát triển chiều dọc và chiều ngang. Bây giờ đó, cái chiều xoắn trốn đó thì gọi là cái chiều bổn mạng. Thì dụ như các bạn nghe những cái người họ có những cái tuổi rất là hay, thì dụ như là tuổi Nhâm Thìn, chữ Nhâm Thìn đây này, Nhâm và Thìn là địa chi, và cái bổn mạng là Trường Lưu Thủy. Đây thầy thí dụ thôi, Trường Lưu Thủy. Và khi các bạn thấy đó, trời ơi, tại ra là nó có cái chuyện xảy ra mà tương tự ở trong cái văn hóa hồi xưa rồi, nhưng mà chỉ tiếc một cái đó, cái văn hóa hồi xưa nó làm cho mình mê tín và mình nghĩ rằng là tất cả số mạng mình nằm trong con số con sao. Mình không biết rằng đó là những cái hướng dẫn mà căn bản nhất để mình bước vào đạo Bồ Tát. Cái ba cái chữ là thiên can địa chi bổn mạng, đó là đạo làm người, không phải đạo Bồ Tát. Đạo làm người không phải đạo Bồ Tát. Rồi bây giờ để thầy xin viết lại cái chữ đó thôi, là mình sẽ lộn đây. Tức là mình có thiên can địa chi và bộ mạng. Đấy đó là cái đạo làm người, chỉ cho mình cái đạo làm người. Không phải đạo Bồ Tát. Và mình có một cái hệ thống khác,
Thì cái hệ thống của mình gọi là trực tâm, là thiền định của mình, trí huệ bát nhã của mình. Địa chi là đại bi tâm. Đại bi tâm. À, và cuối cùng là mình có cái thâm tâm là cái phương tiện. Thâm tâm là phương tiện. Trực tâm là cái trí huệ bát nhã, trí huệ tối cao siêu việt. Tâm đại bi là cái lòng thương. Mấy cái này đó thì mình gọi là đạo làm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta đó sử dụng cái thiên can địa chi này đó để chúng ta dẫn tới, mình làm cái nhịp cầu để dẫn tới cái đạo mà thôi. Làm cái nhịp cầu để dẫn tới đạo làm Bồ Tát. Thì thưa các bạn, cái đó là cái mục đích của cái chương trình mà thầy sắp tới nói tới đây. Và xin các bạn hiểu dùm thầy, để đừng nghĩ rằng là thầy đang làm chuyện bói toán. Mình chỉ dùng cái phương thức mà mình biết rằng là người xưa họ dùng đạo làm người đó. Bây giờ mình kéo cái đạo làm người này, mình nối liền với cái đạo làm Bồ Tát. Mình làm sao mình thấy trong này được, mình tìm ra qua bên này. Thì với cái tinh thần như vậy đó, thì là thầy xin bắt đầu bằng một cái sự suy luận và cái sự suy nghĩ như thế này. Thì xin các bạn nhìn vào trong cái bảng này, các bạn thấy đó là cái địa chi đó là cái chiều hướng thiện. Mình sẽ nói cái chiều địa chi trước khi mình nói cái chiều thiên can. Cái địa chi là cái chiều hướng thiện, vì địa là đất, mà chi đó có nghĩa là cành, như là cành cây đó. Cái cành cây nó mọc là lạ trên mặt đất. Cái chiều hướng thiện có nghĩa rằng đó là mình phát triển cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Bốn cái này đó thì mình gọi là cái sự dễ thương. Bởi vì mình sống đó mà mình không dễ thương đó thì không biết là mình có gặp gì khó khăn hay chăng. Con người mình sống với nhau là vì mình dễ thương với nhau, kindness. Cái lòng đại từ đó là dễ thương, đại bi đó là cái lòng thương đó mà mình gọi là cái sự ấm áp vô cùng. Ấm áp. Cái đại hỷ là cái niềm vui mà nội tại vô cùng. Và đại xả là cái khả năng mà mình cho ra. Cái khả năng mà mình cho ra. Ấm áp là cái lòng thương của mình đây này. Thầy phải biến ra như vậy cho chắc ăn. Niềm vui nội tại. Thì bây giờ đó là mình phát triển bốn cái này. Là cái hướng mà này. Nhưng mà cái này để làm gì vậy? Thì các bạn nhìn cái hình này. Thì bạn thấy có một cái người ngồi đây. Mà nó lan tỏa ra những cái vòng này đó. Thì bây giờ mình bỏ người ta vô lên ngồi lên đây này. Thì các bạn thấy đó, tại ra là cái vòng tròn này để cho người ta đứng lên đây. Đó. Thành ra nếu mình mà càng có nhiều người đứng lên trên đó, thì tức là mình sống càng lúc càng thành công. Nếu mà không ai muốn đứng lên đây với mình cả, thì tức là mình sống quá dở đi. Không ai thèm chơi với mình. Cho nên cái số người ngồi đứng trên đó đó là cho biết sự thành công. Và có nghĩa rằng cái quan hệ của mình với người ta phải tốt. Nếu quan hệ mà không tốt đó, thì đương nhiên không ai đứng lên trên đó làm cái gì cả. Càng sống mà càng bị người ta ghét đó, thì tức là mình không thành công. Cho nên cái địa chỉ này là hình tượng cho biết cách tu tập sự quan hoài với tha nhân. Thì bây giờ đó, các bạn nhìn cái chữ này thôi đó, là các bạn biết cái nội dung làm sao mình sống một thành công, là mình phát triển cái sự quan hoài này với tha nhân, với người khác. Đây. Mình phải tu tập cái sự quan hoài về tha nhân. Quan hoài đó, tiếng Mỹ nó đọc là care. Rất là hay. Là care. Rồi bây giờ xin hỏi các bác đó là các bác có nghĩ rằng là cuộc sống của mình có đầy đủ sự quan hoài hay không? Thì nhiều khi câu hỏi đó là mình không biết làm sao mà trả lời. Bởi vì nhiều khi đó mình chưa chắc là mình tin rằng là mình đầy đủ sự quan hoài. Nhưng mình nhìn lại một hồi mình thấy các bác thấy không? Mình sống với con cái. Con cái thường xuyên điện thoại với mình. Cái đó không điều tốt. Mà quan hoài với mình. Mình sống với cái người nào đó đó. Mà người ta luôn luôn hỏi. Ồ, chị ăn chưa vậy? Chị đói không? Chị cần em giúp cái gì không? Nó quan hoài tới mình thì mình thành công đó. Tại vì có người thương như vậy là chắc chắn là thành công. Có người báo cáo cái thầy, nói với thầy. Là nhiều khi là. Con này là mỗi tuần. Con chỉ chờ cái đứa cháu nội đích tôn của con. Nó điện thoại nó chuyện thôi. Nó rất dễ thương nè con, 7-8 tuổi điện thoại nói chuyện. Thì thầy nghĩ cái đó là điều hay. Hôm qua thì có người nói với thầy thì con có hai cái đứa cháu nội
Đức Tôn mấy tháng, 6 tháng thôi, dễ thương vô cùng. Thì từ cái chỗ mà dễ thương, vì là nhỏ nhưng mà là dễ thương, nhưng mà đến lúc nó lớn lên nó có quan hoài với mình hay không? Mình có thể quan hoài, nó quan hoài lại thì cái thành công. Cho nên muốn mà người ta quan hoài với mình thì mình phải quan hoài người ta. Chứ mà muốn quan hoài thì phải biết là có những cái nhu cầu tâm lý rất là quan trọng của con người. Thì có người nào cũng cần năm cái nhu cầu này. Xin các bạn nhìn vào cái bạn thầy đang việc trên đây đó. Thì các bạn thấy cái nhu cầu đầu tiên là cái nhu cầu mình gọi là attention, chú ý. Mình rất cần người ta chú ý tới mình. Người ta thậm chí là mình đi ngoài park đó, mà người ta nhìn mình, người ta là hey, how are you? Good morning thôi đó. Thì mình thấy cũng vui rồi, có nhiều khi là cười mình thấy cũng vui rồi. Thầy nhớ khi mà thầy vừa mới qua Mỹ đó, là cái điều ngạc nhiên đầu tiên cả là cái người nào mà ở trong cái phi trường Oakland đó các bạn, thầy vừa mình đặt, thì lúc mà thầy qua Mỹ năm 1980 đó, thì mỗi lần, tức là khi mà thầy bước vào trong cái phi trường Oakland đó, lên bay bước xuống đó, là những người kia họ mỉm cười với mình, họ chào mình, họ say hi. Thì thầy đã học lúc mà thầy ở trong cái trại tị nạn Pulau Bidong, thầy đã nói là ô tập đã biết rồi là mình phải say hi, nói hi, hi hello. Rồi họ rất là niềm nở cho mình, mà từ trong cái chỗ này giống người niềm nở, rồi họ phát cho mình cái áo để cho mình mặc cái áo mà gọi là cái áo jacket đó. Họ niềm nở cuối cùng họ cho, rồi họ cuối cùng họ còn thank you mình nữa các bác. Khi mình lấy đó, họ còn thank you mình nữa. Nhưng mà cái đó là cái ấn tượng đầu tiên là quan trọng, là họ cho thầy cái sự chú ý, và mình nghĩ mình là người tị nạn, mình không có giá trị gì, mà không ngờ đó là những cái người làm việc ở đó, ở UNHCR, tức là cái hội cao ủy mà tị nạn, họ rất là dễ thương, họ nói những câu mà thầy không ngờ được, làm cho mình có cái ấn tượng là họ cho mình cái attention. Thì thưa các bạn, cái đó là những cái mà nó độc đáo nhất trong cái nhu cầu tâm lý của mỗi người. Nắm cái nhu cầu này đó, nó còn thêm rất nhiều cái nhu cầu nhỏ nhỏ khác nữa, quan trọng khác. Nhưng mà những nhu cầu này nó cho biết là cái bản ngã của mình đó, nó là một thứ rất là cần thiết. Nó cần được những cái món này, nắm cái món này như nắm cái món đồ ăn để nó ăn uống vậy đó. Nếu mà cái bản ngã mình không có những chuyện đó thì chắc là không được. Mà mình chưa thành Phật thì mình vẫn còn cái mức độ ít nhiều mà thôi. Và do đó, khi mà bạn đẻ ra đó, thì mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ là chúng ta cho những người khác một trong năm thứ này, hoặc là cả năm thứ này, cho nhiều ít như thế nào là tùy theo bác, là tí, sửu, dân, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu. Mỗi người nó sẽ cho kiểu khác nhau, không giống nhau. Nhưng mình sẽ cho một trong năm thứ này. Và cái đó là cái chủ đề chúng ta đó, làm sao mà hướng dẫn các bác dùng cái đạo làm người mà đi vào làm cái đạo Bồ Tát, làm sao mà các bác cho ra cái tình thương, cho ra sự quan hoài. Tại đây thì chúng ta có thể dừng lại một chút xíu. Và trước khi mà chúng ta bắt qua cái phần thứ nhì là đi vào chi tiết của từng cái mình gọi là từng cái giáp của mình đó, thì thầy xin các bạn nhìn cái bức hình này để cho mình quen thuộc với 12 con giáp. Đó là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Và các bạn thấy đó, dưới đó là cái hình ảnh, và dưới nữa là cái năm của mình. Thì thí dụ như là các bạn sinh năm 1973 đó, thì là bạn tuổi 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 sửu, 72 là tuổi tý. Bạn sinh năm 1982 đó là bạn tuổi tuất, mà sinh năm 1990 đó là tuổi thân. Thí dụ như vậy, 79 là tuổi mùi, 78 là tuổi ngọ, 76 là tuổi thìn, 77 là tý, 75 là mão, 74 là dần, 73 là sửu, và 72 là tỵ. Thí dụ, đây là cách mà thí dụ cho bác thấy đó. Là nó có cái năm, mỗi năm như vậy đó, và mình dựa vào cái năm như vậy để mình tính là mình thuộc cái tuổi nào. Đó, và bác thấy ở giữa nó có cái hình bát quái đó, mà có nghĩa là trắng đổi thành đen, đen đổi thành trắng, con người mình không ngừng xoay vần và vận chuyển như vậy trong 12 năm, gọi là một con giáp. Rồi, con giáp đó là nó cứ tiếp tục xoay vần mãi như vậy. Cảm ơn đã bạn lắng nghe, mình sẽ nói tiếp cái phần kế tiếp.
Cảm ơn các bạn, chúng ta lại tiếp tục cái chương trình Bồ Tát Đạo và làm sao mình phát triển cái chiều hướng thiện, là cái chiều quan hệ đối với tất cả mọi người đó. Và làm sao mình sử dụng cái đạo làm người, bứng cái đạo làm người vào trong nỗi làm nhịp cầu thành cái đạo Bồ Tát. Và đó là lý do tại sao mình sẽ nghiên cứu 12 con giáp trong cái nhìn mới. Thì 12 con giáp này được chia làm 12, được làm hai nhóm. Xin các bạn nhìn cái bảng thầy viết đây. Thì nó gồm có hai cái nhóm. Một nhóm đó thì mình gọi là giả thú, là cái nhóm mình không thể nuôi được. Đây là nhóm mình không nuôi được. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm giá súc, là cái nhóm mình nuôi nặng nó. Hai cái nhóm này đó là nó khác hẳn. Thí dụ như là cái nhóm giả thú thì gồm có tí, dần, mạo, thìn, tỳ, thân. Nhóm giá súc thì có sựu, ngò, mùi, dầu, túc, hợi. Các bạn thấy rõ ràng là không ai mà nuôi con chuột cả. Cũng không ai nuôi con cọp, không ai nuôi con mèo hay là con thỏ. Cũng chẳng ai nuôi con rồng, không ai nuôi rắn và nhất là không ai nuôi con thân là con khỉ. Bây giờ đó, đầu tiên cả là mình sẽ phân tích về 6 cái con mà gọi là giả thú. Đây là giả thú, cái nhóm giả thú này. Thì cái nhóm giả thú này đó, thì mình sẽ có 6 con. Trong đó, nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy đó, nó chia làm 3 cái tầng. Là con rắn và con chuột nó nằm ở trong cái mặt đất. Con rắn nằm ở dưới mặt đất, con chuột lúc nào có cái hang, mà cái hang đó thường thường là cũng đi chuồng dưới đất. Kế đó là con thỏ đó, là nó cũng có cái hang của nó, hang thỏ, nhưng mà hay là cái bụi, cái bờ, cái rậm, nhưng mà nó không ở dưới mặt đất. Ít lắm. Nó lai lai giữa mặt đất và trên mặt đất. Con cọp thì hoàn toàn trên mặt đất và nó trong cái rừng rậm. Con thỏ đó thì nó ở bên ngoài nhiều hơn là bên trong đồng. Con cọp lúc nào cũng ở trong cái sơn lâm. Phía trên là mày bạc bắt đầu thấy là con khỉ, là lúc nào nó cũng ở trên cái cây cả. Con khỉ mà ở dưới đất là con khỉ đột, mà con khỉ đó chắc sau này thành người quá. Thế còn con khỉ trên cây thì nó tự do, nó leo trèo từ cây này qua cây khác. Và cuối cùng cả là con rồng đó là ở trên không trung. Như vậy thì mình thấy 6 con này nó chia làm 3 cái tầng và chia làm 3 cái nhóm rõ ràng như vậy. 2 con một nhóm. Nhưng mà ý nghĩa của những cái chữ này là thế nào? Thế nào là trên trong đất, thế nào trên mặt đất, thế nào trên không trung? Ý nghĩa của nó chính là như thế này. Trong đất là trong vùng tiềm thức. Trên mặt đất là cái vùng ý thức. Và trên không trung là cái vùng siêu ý thức. Như thế thì trong đất, cái vùng tiềm thức có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vùng này là cái vùng đó mà nằm ở trong tâm, nằm sâu trong tâm của mình. Và thường thường nó đi với cái quá khứ, với cái quá khứ, với cái ký ức của mình. Cái trên mặt đất là cái vùng nó hiện ra bây giờ, là hiện ngay, trước mặt, hiện tại, trước mặt. Và nó ngay đây, chứ nó không có xa xôi gì cả. Cái vùng mà không trung siêu ý thức là cái vùng đó mình gọi là nó là cái vùng có thể là tương lai, nhưng mà cái vùng này là cái vùng mà cao siêu, cái vùng của thiền định, của cái lòng từ bi. Cái vùng này là cái vùng mà trên cao hơn nữa. Nói như thế thì là mình bắt đầu thấy ba cái vùng này là tượng trưng cho ba cái vùng mà thâm sâu. Cái này là cái vùng siêu việt. Thời gian và không gian, và nhiều khi nó chưa xuất hiện ra trong cuộc sống của mình. Nói như thế thì là bây giờ đó, các bạn bắt đầu hiểu ra tại ra 6 con vật này là nó tượng trưng cho 3 cái vùng trong tính chất con người của mình. Bây giờ các bạn nhìn thấy ha, thì thầy kể cho bạn nghe ha. Thí dụ như là bây giờ đó mình làm một cái chuyện gì trong quá khứ, mình làm cái chuyện gì đó. Thí dụ như bạn lỡ tay làm bể một cái chén ngọc. Lỡ tay là bạn cái chén ngọc thì nhiều khi là bạn sẽ nhớ hoài mãi mãi. Nhiều khi một con người nào đó họ chửi bạn là đồ ngu đồn, ngu đần. Bạn sẽ tức và mình nhớ hoài cái người đó và mình cảm thấy đau đớn vô cùng. Thì cảm giác đau đớn, cảm giác tội lỗi đó nó dồn xuống ở trong cái tiềm thức của mình, là cái tâm thức mình không thấy được là gì mặt đất đó. Con rắn và con chuột tượng trưng cho cái vùng nằm phía dưới. Con rắn đó thì nó cho mình biết là
cái cách mình phải đối diện với cái tội lỗi, cái chuyện mà ác xấu của mình. Con chuột nó tượng trưng cho cái chuyện là mình phải đối diện với cái tham muốn. Con chuột rất tham bạc, lúc nào nó cũng ăn đồ, ăn đạt đủ thứ cả. Nó tham muốn, cái chuyện mình gọi là cái bóng tối của bạn ngã. Thì hai con vật đó nó cho mình biết là mình phải làm sao mình đối diện với những cái tội ác, những cái chuyện xấu ác của mình và những cái bóng tối của người trong 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 lòng của mình. Bây giờ đó, trong cái không gian đó mà lớn đó, thì trong hiện tại đó, thì dù nhiều khi đó các bạn đi vào trong một cái party nào đó đó, thì bạn thấy mình ô mình e dè và mình không biết người nào, mình sợ e dè quá đó. Mình không dám nói. Còn người tới hỏi chuyện mình đó, ô cô có những nhảy tôi được không, tôi muốn nhảy với cô, mình sợ không được. Cái cảm nhận về chính mình, hiểu biết về chính mình đó, cái đó là cái cảm giác của hiện tại, nó không phải là quá khứ. Người khác hỏi bác, ô bác bao nhiêu tuổi, thì bác đối diện câu hỏi đó là bác hỏi tôi à, ô, tôi 5 tuổi, thí dụ như vậy. Mình đối diện với cái hiện tại đó, thì thường thường cái hiện tại của mình đó, là mình hiện bày ra mình là ai. Cái phần tiềm thức đó, là cái phần tiếng Mỹ nó có cái câu rất hay gọi là shadows, mình không thấy được. Cái phần mà mình hiện cho người ta thấy đó thì mình gọi là persona, mình hiện ra cho người ta thấy, mình cho người ta thấy mình là ai. Thường thường đó là mình cho người ta thấy, một là mình cho người ta thấy là cái mặt mà mình gọi là rất là hiền lành dễ thương của mình, hoặc là mình cho hiểu biện hiểu cái sức mạnh của mình. Thì hai cái hình ảnh đó đó là hình ảnh của con thỏ rất rất là nhẹ nhàng, hay là con mèo đó các bạn, thỏ hay mèo, thỏ là bên Tàu, mèo là bên Việt Nam mình đó, là mình hiện ra cho thấy là cái sự mà thèn thùng, mình không có danh và lợi quyền lực không, mình cảm thấy là mình không có muốn cho người ta thấy cái mặt của mình biểu hiện ra một cái sự mà gọi là cái bản ngã mình nó dễ thương, nó nhẹ, nóng nặng nề. Nhưng mà cái biểu hiện con cọp đó là nó sức mạnh, nó nặng nề, và đây tôi cho thấy tôi là ai này. Thì đó là cái chuyện mà của biểu hiện của cái hiện tại, cái biểu hiện mình cho người ta thấy. Bạn nhìn lại cái hình ảnh mà thầy Việt thì bạn thấy cái quá khứ sâu trong tiềm thức, và mình phải đối diện với cái tội lỗi của mình, đối diện với cái chuyện mà làm sai lầm. Hai chuyện là cái chuyện sai và cái tội của mình. Còn trong cái hiện tại của mình ở đấy đó, thì mình hiện hiện ra, hiện hiện cho người ta thấy hai cái đó, là cái mặt đẹp dễ thương của mình và cái uy quyền của mình, cái đẹp và cái uy. Thì các bạn thấy đó, là rõ ràng là có cách để biểu hiện khác nhau. Rồi bây giờ đó, bây giờ trở lại với thầy thì các bạn thấy như thế này. Khi mình sống đó, thì mình ngồi mình tu hành như đạo hồi, thì mình phải hiện hiện ra cái đẹp của mình. Cái đẹp đó là cái đối với mình chứ không phải đối với người bạn. Tất cả cái này đang giải thích về mình đó, thì mình nhìn vào mình đó, thì mình cảm thấy đó là mình tu như thế nào để cho mình có thể có một cái tự do. Cái suy nghĩ của mình với chính mình là một cái sự tự do vô cùng. Mình có thể sống làm sao mình cảm thấy được cái tự do tự tại của mình. Mình muốn nghĩ thế này, muốn làm thế kia. Những cái chuyện đó ít nhất là tự do nằm trong khuôn khổ của cái luật pháp. Mình không thể ăn cắp được các bác. Trong khuôn khổ của giới luật, mình không thể phạm giới được. Trong khuôn khổ đó mà mình gọi là giống như con khỉ đó, nó chỉ có thể leo những cành cây này, nó không thể leo cái chỗ mà không có cành được. Tức là mình có một cái sự tự do mà nhiều vô cùng, tương đối. Mình cảm nhận được cái sự tự do tương đối đó, mình cảm thấy sung sướng vô cùng. Mình sáng tạo, mình tự tại vô cùng. Thì đó là cái chuyện mà tự do mà tương đối của mình, là cái tự do bởi vì thân xác. Nhưng mà khi bạn ngồi thiền một hồi đó, thì cái tự do thân xác đó là có nghĩa là gì? Là bạn ăn cái gì cũng được cả, người ta cho ăn gì được, đứng dậy mặc áo quần gì cũng được cả, người ta nói cái gì bạn cũng ok. Nhiều khi bạn đi lễ hội nào, người ta sắp xếp bạn ngồi dưới cùng cả, bạn cũng happy, chứ không phải là bạn phải ngồi hàng đầu mới được. Người ta tới, người ta ngồi nói chuyện với bạn thì bạn vui, người ta không nói chuyện với bạn cũng vui. Cái đó gọi là cái sự tự tại như con khỉ nó có cành cây đó, là nó sung sướng mà cùng, nó không cần cái gì khác hơn cả. Nhưng mà nếu mà cao hơn chút nữa, bạn thiền định mà cao siêu nữa đó, thì
Bạc đi vào tất cả mọi nơi như vào chỗ không người, như là con rồng ở trong cái không trung phi long tại thiên. Bạc không có buồn chuyện gì cả. Bạc cho chuyện buồn, chuyện vui, chuyện xấu, chuyện tốt. Người ta nói cái này, người kia chính trị, nói cái chuyện chính trị, người này nói chuyện kinh tế, người này nói chuyện thương, người chuyện ghét, chuyện nào. Mình nghe tất cả mọi chuyện, mình cảm thấy tất cả đều là đẹp cả. Cái đó đó là cái sự tự do tuyệt đối mà trong hình tượng con rồng. Cho nên cái bạc sẽ có hai chuyện như sau. Cái này là cái mà tuyệt đối, là cái tự do tự tại mà tuyệt đối, và cái tự do tự tại mà tương đối. Như thế thì là bây giờ đó chúng ta có khá đi một nhiều cái dự kiện về sáu cái con vật này, hay là sáu cái hình tượng, đúng hơn là sáu con giáp hình tượng. Nhưng mà cái hình tượng này là mình chưa có nói tới cái chuyện là mỗi con là như thế nào. Bây giờ các bạn nhìn cái hình này ấy, thì bạn biết một cái chuyện, một cái định nghĩa hơn nữa là đây, hình này các bạn này, mình cần gì? Thì mỗi con giáp đó nó có cần một cái chuyện khác nhau. Con rắn thì cần cái chiều sâu tâm linh, con chuột đó thì cần cái bóng tối kín đáo, con thỏ thì cần được để yên, bình yên, con cọp thì cần được tôn trọng, con khỉ thì cần được cái cơ hội, con rồng thì cần được không gian. Bây giờ các bạn nhìn sơ qua rồi, thầy sẽ đi vào chi tiết. Các bạn thấy không? Mỗi cái nhu cầu nó đó là cả một cái sự khác biệt nhau, nó không giống nhau này. Và các biệt cái cách biểu hiện tình thương của mỗi con vật nó cũng khác nhau. Con rắn thì thương thì nó dẫn người ta sâu vào trong cõi tâm linh. Con chuột thương thì nó chấp nhận, nó thâu nhiếp. Con thỏ mà thương thì nó làm người khác yên. Con cọp mà thương thì nó chia sẻ sức mạnh. Con khỉ mà thương thì nó truyền lan sự tự do. Và con rồng mà thương thì nó truyền lan sự tự tại. Vì bạn nghe thôi, thầy sẽ giải thích chi tiết cặn kẽ từng cái chuyện này. Đây, bây giờ đó, mình đi vào cái con rắn là con đầu tiên cả. Con rắn này đó là nó tượng trưng cho cái chuyện mà nó mình gọi là cái bóng tối mà xấu sắc nhất của con người của mình. Và cái bóng tối mà xấu sắc nhất đó là cái bóng đen đó mà nó ở trong cái chuyện là mình tạo tội, mình phạm lỗi, phạm tội. Mình phạm tội, phạm lỗi. Mà nó sâu nhất cái mặc cảm mà mình gọi là cái mặc cảm tội lỗi đó là nó sâu nhất. Thì mình là ai đấy? Thì mình là cái bóng đen, nhưng mình không phải là cái tội lỗi các bạn. Mình là cái bóng đen thôi. Thì cái người mà màng gọi là tuổi tỵ đó, thì cái người đó đã có cái khả năng tâm linh rất là sâu. Khả năng tâm linh rất là sâu. Có khả năng mà nhìn vào tâm linh của mình, nhìn vào quá khứ của mình được rất là sâu. Có nhiều người nhìn vào quá khứ của mình thì mình sẽ bị kẹt hoài, mình sẽ không ra được, mình chết trong quá khứ luôn. Nhưng mình tuổi tỵ đó thì có thể nhìn vào trong quá khứ được. Mà mình phải lấy cái đạo làm người là mình biết cái khả năng nhìn vào quá khứ để mình đi ra ngoài, đừng có bị kẹt trong quá khứ. Đừng bị kẹt trong cái tội lỗi. Và con người mình là sẽ phạm lỗi, không cách gì mình không phạm lỗi cả. Có lúc mình phạm tội, có thể tội nhỏ, tội lớn. Và mình nên học, tất cả các bạn chúng ta cùng nên học cái đức tánh con rắn đó, là tuổi tỵ đó, là cái khả năng mình nhìn vào tội lỗi đó và mình giải thoát nó. Và do đó đó là mình phải định nghĩa là mình là bóng tối, chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình lúc nào cũng là sáng cả. Mình cần gì? Con rắn cần gì? Thì thưa các bạn, đây các bạn nhìn vào cái chữ này, các bạn thấy này, con rắn đó, nó cần cái chiều sâu tâm linh, nó cần cái chiều sâu, cần cái tâm linh vô cùng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người tuổi tỵ đó bác, thì cái người đó đó họ rất là tinh vi, họ cần có một cái khoảng không gian cái bóng tối, và họ thấy rằng là mình đó, người xung quanh đó, mình nên cho họ cái thời gian, cái không gian để họ nhận định được cái điểm mù, điểm xấu được của họ. Tại vì rất nhiều người sẽ hiểu lầm cái tuổi tỵ, nhiều khi mình làm cái chuyện này nhưng mà không được support, mình hiểu lầm, bị hiểu lầm. Người tuổi tỵ rất dễ bị hiểu lầm về những cái chuyện mình làm mình không nói ra. Và mình không có sợ cái bóng tối, nhưng mà mình bị người ta hiểu lầm, cho nên mình cần được người ta cảm thông vô cùng. Cái cảm thông này đó nó lớn mạnh hơn là cái cảm thông mà của con trâu hay là của con khác. Cái cảm thông này đó,
là bởi vì mình sẽ dễ bị hiểu lầm, và mình cần là cần cái chiều sâu để mà mình tiếp tục mình đi vào trong cái tâm linh. Cho nên mình cần người ta cảm thông mình, và mình có cần có cái chiều sâu để cho mình đi vào trong cái cõi mà tâm linh sâu hơn nữa. Thì cái con rắn này đó, cái tuổi Tỵ này đó, làm sao nó bày tỏ cái sự quan hoài với người khác các bác? Làm sao nó bày tỏ sự quan hoài với người khác? Thì con rắn đó, nó bày tỏ sự quan hoài đó bằng cách là nó dẫn người ta đi vào trong cõi tâm linh, nó không làm người ta sợ hãi. Thí dụ, thì bạn nhìn lại cái chữ mà thầy viết trên bảng nha. Thương thì dẫn sâu vào cõi tâm linh, không sợ hãi. Đây là biểu hiện và vô cùng tinh vi của người tuổi Tỵ. Và mình dùng cái này để mình dẫn người ta vào đạo Bồ Tát. Tức là thầy không nói rằng là bạc hệ bạc tuổi Tỵ thì bạc làm được đâu, mà thầy chỉ nói rằng nếu bạc tuổi Tỵ thì bạc nên làm như vậy. Thế nào là nên làm như vậy? Đây thầy cho thí dụ. Thí dụ như là trong nhà bạc đó, là có người đó, đứa con bạc đó, nó hút thuốc mà cần sa. Thì nếu bạc là người tuổi Tỵ đó, thì bạc đi sâu vào trong cái tâm linh của nó để bạc hiểu rằng đó, cái sở dĩ mà nó hút cần sa, nó hút ma túy, nó như vậy là bởi vì đó, nó nghiện ngập như vậy là bởi vì nhiều khi nó thiếu một cái chuyện gì đó trong đời của nó thiếu cái tình thương, thiếu attention, nó thiếu cái gì đó mình không hiểu, nó có thiếu cái gì đó đó. Thế nên bạc đi vào, bạc cảm thông được nó, bạc nói rằng mẹ hiểu, và mẹ hiểu cái nỗi khổ của con, mẹ chấp nhận con, mẹ không có ruồng rẫy con. Thường thường đó là nếu mình mà dữ dằn quá, mình làm người ta sợ hãi đó, là mình đi trật với cái đạo làm Bồ Tát. Mà nếu mà mình nói là mình sẽ tiếp tục mình giúp cho cái người đó không sợ hãi và họ đi theo mình để cho mình giúp đỡ họ đi vào sâu đó, thì tức là mình đang sử dụng cái hình ảnh của con rắn, cái tuổi Tỵ đó trong cái phương thức của cái đạo Bồ Tát. Thì tức là mình nên nhớ cái câu rất là quan trọng. Mình nên dẫn người ta đi vào trong quả tâm linh, đừng dẫn người ta đi tới cái chỗ tội lỗi, đừng dẫn người ta tới cái mặc cảm tội lỗi, đừng dẫn người ta tới những cái đau khổ, đừng dẫn người ta tới những chỗ đen tối, mà mình phải dẫn người ta qua chỗ đen tối. Thì cái tuổi Tỵ nếu mình làm như vậy, tức là mình đang từ cái đạo làm người mình dẫn ra làm đạo Bồ Tát. Nếu mình hiểu như vậy thì tức mình đang chuyển hóa cái tuổi Tỵ của mình, và mình làm đúng theo cái vận mạng để trở thành Bồ Tát. Các bạn hiểu cách giải thích của thầy thì các bạn thấy là mình sẽ không phải là mê tín, mà mình sử dụng cái tuổi của mình để mà phát triển cái tình thương. Thì do đó đó là mình cho đứa con của mình, đứa con hút cần sa ma túy này đó, cái sự cái attention, mình cho nó cái tình thương, và mình làm cho nó đó biết được là con đường mà chính để mà đi. Mình dẫn nó vào trong quả tâm linh chứ không vào trong quả bóng tối, và mình không làm cho nó sợ. Thì cái đó là cách mà mình biểu hiện cái tình thương đối với cái tuổi Tỵ này là hay nhất, là cái cách đó. Và mình có thể loại suy ra tất cả những cái chuyện gì nếu bạc là tuổi Tỵ đó, thì mình loại suy ra nhiều khi đó là những người xung quanh đó, họ không hiểu mình đó, thì mình cũng không nên là cắn người ta, mình không nên đập. Nhiều khi là người ta không hiểu mình thì thôi, nhưng mà cái người tuổi Tỵ là nó đi vào rất là sâu vào trong tất cả mọi chuyện, mà cái chuyện kín đáo, chuyện người ta không thấy được. Thế nên mình nên, nếu các bạn không phải là tuổi Tỵ thì bạn nên hiểu cái người tuổi Tỵ, và hiểu để mà cho họ cơ hội để họ có thể diễn bày cho bạn. Thì người cái tuổi Tỵ là mình có cái tình thương hơn chút xíu nữa, để cho họ đi ra khỏi cái chỗ tội lỗi hay là cái chỗ đen tối của họ. Và người tuổi Tỵ có một cái trực giác rất là cao, bởi vì cái tuổi Tỵ đây là cái tuổi con rắn đó, là hình ảnh con rắn là hình ảnh mà của một cái trực giác. Con rắn nó không nhìn bạn, mà nó có cái thermograph, nó biết được cái sức nóng của con vật tạo ra, cho nên nó đi theo cái sức nóng, và nó đi theo, nó dựa theo đó mà nó đi. Cho nên là người tuổi Tỵ là cái người mà phát triển cái trực giác, và cái trực giác giúp cho mình đi xuyên qua cái bóng tối của tâm linh. Con rắn thì ở trong cái bóng tối, mà con rồng ở trong cái không gian vô tận. Hai con đó đều là hai cái biểu tượng mà kinh khủng của tâm linh. Một con đó, sẵn sàng đi xuống mà nhìn vào trong bóng tối, một con đó, thì không nhìn bóng tối, chỉ biết cái không gian ánh sáng thôi.
Trong nhà Phật đó thì người ta có hình ảnh của Bất Động Minh Vương là một cái vị Bồ Tát chỉ sống trong bóng tối mà thôi và dẫn người ta ra khỏi cái bóng tối. Thì cái đó cũng là hình ảnh của cái tuổi Tỵ hay là con rắn. Và cái vị Bồ Tát đó là thường thường Đại Nhật Như Lai đó, là vị Phật đó thường thường phóng hào quang ánh sáng ra. Thì cái vật đó vì vì cái vị mà Bất Động Minh Vương nó không vào trong bóng tối được. Trong Bồ Tát cũng có cái Nguyệt Quang Như Lai, Nguyệt Quang Bồ Tát và Nhật Quang Như Lai, Nhật Quang Bồ Tát. Hai cái vị đó là hai cái vị ở hai cái vị trí khác nhau. Thì con rắn đó không phải là gì xấu cả, nó là chỉ là cái khả năng đi được vào trong bóng tối mà không bị bóng tối làm cho sợ hãi. Con vật thứ hai đó là con vật ngược lại với con rắn đó và cũng có cái khả năng như con rắn là con chuột. Cái khả năng có thể đi vào trong bóng tối, sống trong bóng tối. Thrive, thrive là nghĩa là rất là mạnh mẽ trong bóng tối. Là con chuột. Nó biết, chỉ có cái con rắn là trực giác, con chuột là trí thức hiểu biết. Bạn nhìn vào trong cái hình ảnh này thì bạn sẽ thấy này là con chuột cần cái gì? Nó cần bóng tối, nó cần cái sự kín đáo. Nó không muốn được bị người ta moi ra, nhìn ra. Không, nó không muốn. Nó muốn có một sự kín đáo. Nó sẵn sàng ở trong cái bóng tối. Nó không cần cái mặt mày của nó. Thành ra người ta gọi là mặt chuột, loài mặt chuột đó. Có nghĩa là mình expose người ta là người ta ghét, người tuổi Tỵ nó ghét lắm. Nhưng mà con chuột đó, nó biểu hiện tình thương bằng gì? Thương là chấp nhận, là thấu nhiếp. Đó là màn con chuột rất là hay. Và cái màn này đó là cái màn mà mình gọi là mình sẵn sàng thấu nhiếp, chấp nhận cái điều sai, cái điều lầm lẫn của người khác. Trong lúc là con rắn đó thì sẵn sàng chấp nhận cái tội lỗi của kẻ khác. Nếu mà bạn làm được hai cái chuyện này đó, thì bạn có tuổi tuổi tỵ, bạn chấp nhận được cái tội lỗi kẻ khác đó, thì bạn đi từ đạo làm người ra đạo Bồ Tát. Nếu bạn là tuổi Tỵ đó mà bạn có thể chấp nhận những cái sai lầm, cái xấu xa người khác đó, thì bạn đi từ đạo làm người ra làm đạo Bồ Tát. Bởi vậy cho nên hai cái tuổi này là hai cái tuổi độc đáo nhất trong sáu cái con vật mà mình gọi là dạ thú, vì hai con này sống trong bóng tối. Hai con này tượng trưng cho cái khả năng của mình nhìn xuyên qua cái tiềm thức, nhìn xuyên qua cái quá khứ, nhìn xuyên qua tội lỗi. Tội tức là những cái chuyện mà nó tổn hại người khác, lỗi là những cái sự mình làm việc mà sai trái thôi. Tức là tội đó thường thường là mình tổn hại đến người khác. Con rắn, cái tuổi Tỵ thì mình phải có khả năng để mình làm sao mà chấp nhận và hóa giải, dẫn người ta từ cái tội tới cái chỗ mà giải thoát. Con chuột thấy người ta sai lầm, làm sai, không ghét mà có thể thấu nhiếp, có thể bao dung để mà cho người ta cái cảm nhận của cái tình thương để người ta mở ra tới cái chỗ mà giải thoát. Hai con vật đó là hai con vật. Nếu các bác làm theo cái lời mà thầy nói đó, hiểu được cái hình tượng mà làm theo đó, thì bác là tuổi Tỵ và tuổi Tý thì bác sẽ tìm ra được con đường Bồ Tát ngay trong lúc mình đang sống. Mình không không cần phải tới một nơi nào khác mà tìm, mà mình ngay trong cái tánh tình của mình đó. Thì té ra đó, con rắn đó, nó dễ là nó sẽ mổ người ta khi mà người ta đụng tới nó, xúc phạm tới nó là nó sẽ mổ người ta. Và con chuột khi mà nó thấy được người ta có cái chuyện sai lầm là nó không chịu nổi, nó không tha thứ nổi. Thì té ra hai con này, nếu bác là người đó thì bác phải có một cái tâm thái độc đáo hơn nữa là học làm sao mà tha thứ. Cho nên con chuột cần phải mở tâm, cái mở tâm mà chấp nhận. Mình cần cái gì? Con chuột đó cần cái bóng tối. Chuột cần cái bóng tối vô cùng. Cho nên có ánh sáng làm được. Cho nên đó, mình đừng nghĩ là mình đừng thấy cái lỗi lầm người ta. Mình thấy lỗi lầm người ta, mình nên vui. Và mình con chuột đó nó cũng cần cái hiểu biết. Nó cần cái gì? Cần người ta hiểu nó, biết nó. Hiểu là cảm thông đó. Mình là ai đấy? Mình là cái khả năng mà có thể chấp nhận, cái khả năng mà có thể chấp nhận cái lỗi lầm của kẻ khác, cái lỗi lầm hay là cái bóng tối, khả năng chấp nhận cái lỗi lầm hay là bóng tối và bày tỏ sự quan hoài là cái gì? Là mình hãy tha thứ đi, là mình hãy 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 tha thứ
mình hãy chấp nhận đi, chấp nhận và tha thứ. Thì đó là cái mệnh vận của con chuột. Nếu bạn làm như vậy thì đó là cái đạo Bồ Tát, chứ không phải đạo làm người, đó là cái đạo Bồ Tát. Cho nên là tuổi Tý đó, thì lúc nào mình cũng kín đáo cả. Đó là cái bản chất của mình, là mình kín đáo. Bản chất của con rắn là trực giác vô cùng. Biết, không nói. Con chuột biết mà cũng không nói. Thấy điều lỗi lầm, mình nên bao dung, nên tha thứ và dẫn người ta ra tới cái chỗ nó tốt đẹp. Nếu nói như vậy thì bạn thấy là hai con giáp này là hai con giáp rất tốt đẹp. Và nếu bạn là tuổi Tỵ và tuổi Tỵ thì chúc mừng các bạn. Hay làm sao khai mở cái tâm lượng để tập tha thứ và tập làm quen với bóng tối. Đừng sợ bóng tối. Như là tuổi rắn không sợ bóng tối, không sợ bị hội lầm, không sợ người ta lúc nào cũng là nói xấu mình, mà hãy chấp nhận, bao dung, tha thứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.